Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này và vẫn một vị tướng. Chứ là vị tướng rất là mạnh mẽ và sạch sẽ, đó chính là Slim. Vâng, Slim thì mình trang bị cho nó thì có 3 món giống nhau ở đây. Nhưng mà thôi, kệ, cứ từ từ bình tĩnh. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Vãi hải trình ảo, ok, chào chiến Nobi. Vâng, Nobita, chào bạn. Ok, thì cái con tướng Slim này thì nói chung là mình vừa, thứ nhất là vừa làm clip nhiều rồi này, vừa chơi cũng nhiều rồi này, nhưng mà cái vấn đề quan trọng của nó đó chính là nó rất là mạnh. Vì thế đây mình muốn làm thêm cho mọi người biết thêm về vị tướng này nhá. Đấy thì đây là thuộc dạng vị tướng, bây giờ nó có 3 vị tướng mà thường hay cấm nhất trong cái trận đấu xếp hạng từ rank kim cương trở lên, đó chính là vị tướng Murad, Slim và Violet. Nhưng cái vị tướng thường là bị cấm chính đó chính là Murad, mà đôi trận vẫn có người thả ra. Thứ hai là Violet, thứ ba mà tới Slim. Vì thế trong cái chế độ gọi là xếp hạng cấm chọn thì vị tướng được chơi mà nhiều nhất có lẽ sẽ vẫn là Slim hơn là những vị tướng khác, đó chính là vị tướng Violet với cả Murad. Violet thì mình chơi con đó thì mình nó quá hay rồi, mình chơi con đó thì không thể nào phủ nhận được cái sự gọi là mạnh bạo cũng như là tra tấn mạnh tay của mình rồi. Vì thế nên mình sẽ không nhắc đến Violet trong clip này, mình chỉ nhắc clip này đó là vị tướng Slim thôi nha. Vâng, một vị tướng rất là mạnh mẽ và đẹp đẽ, sạch sẽ luôn. Đấy, thỏ nhưng mà rất là ghê gớm, không có thua kém ai hết, phóng hụt vãi cả chưa, một pha phóng lao mà phóng hụt mới cay chứ. Rồi thôi đi về đi, coi tem bên kia họ đã lùi về rồi, pha đấy mình phóng xui quá. Đấy là phóng lại hụt nữa rồi, vãi chưa, cái con này lợi hại nhất rồi. Rồi xong bạn hết đường về rồi, hứa với bạn luôn, bạn lao lên thấy là quá sai lầm. Khi mà mình đứng đây này thì chơi này. Vâng, chiến công đầu dành cho Alice, không phải tin được, bạn ấy lại lại nhìn chiến công đầu của mình, không phải là mình bị là tướng đi rừng như là mình đây mà bạn ấy lại người và hạ gục được chiến công đầu, thứ quá. Không sao, nhưng mà đã có mình ở đây rồi, vì thế nên mình sẽ ăn lại con rồng này luôn nhá. Đây là một vị tướng càng về cuối trận, tầm giữa trận nó bắt đầu nó có thể hiện cái sự gọi là quái vật của nó rồi, một vị tướng khả năng gọi là càn quét đối phương một cách nhanh gọn lẹ nhất. Phóng trúng một phát là đi luôn này. Rồi xong, đi luôn rồi, chắc chắn là phải đi. Ôi rồi, ốc xà men, bạn này lại ăn thêm lần nữa rồi, vãi thế. Mình bỏ con rồng, mình ăn mạng của bạn ấy luôn. Thế mà cuối cùng mình là người hỗ trợ. Xui, nói chung là xui. Rồi húc cái gì? Anh húc cái gì vậy? Anh tô béo, tô đô béo. Nào, tô đô béo. Trời, vâng, bạn nghĩ bạn mặc cái bộ đồ đọc đặc cảnh vào là mình sợ bạn sao? Ôi, hên thế, nó hên đấy chứ. Phóng thế mà không trúng, không phải không trúng mà không chết. Mặc cái đồ đặc cảnh vào, mình nghĩ bạn nghĩ mình sợ là sao? Không có đâu. Đừng có tưởng là cái đặc cảnh là ngon nha, phóng chết luôn đấy. Cái con Slim này thì mọi người phóng mà nó càng xa, lâu lâu ăn rùa một cái ấy. Kiểu như mình phóng bừa thôi, cứ căn vào khoảng giữa, lắc léo qua đám lính này, chẳng may trúng một cái là nguy cơ tên bên bạn lên bảo đều số rất nhanh luôn và rất là gọi là đáng sợ luôn. Đấy, cái mũi lao của nó trông nó đủ tầm như vậy, khi mà mình phóng lao nó đủ tầm như vậy, nhưng mà thực sự hiện thực ấy, khi mà cái lao nó phóng ra thì nó lại xa hơn một tí. Lên trên. Kiếm chuối nào. Rồi, một mạng nữa đã dành cho Slim. Vãi cả trưởng, ngon. Đấy, thế thôi, đơn giản thế thôi. Có gì đâu mà căng. Có cái gì đâu mà căng này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ trang bị cho nó đó là cái đôi giày hộ vệ nhá. À, giày kiên cường, chứ nhầm. Đây, chết bạn này, chết này. Ô, vừa bị hất tung một phát, vãi cả trưởng. Hên quá, tại mình kia không ai bị chết hết. Đâm ra may mắn không phải vừa rồi chứ, nếu mà phải đấy mà bạn ấy anh đặc cảnh Toro, vãi cả trưởng, đặc cảnh Toro, đừng có làm mình đau nha. Sợ rồi đấy nha. Chết này, dính trưởng nha. Rồi, tiếp theo sẽ là ai đây? Vâng, lưu bố anh ta đang lao vào mình rất là ghê gớm, không thể tin được. Chết này. Ai sẽ trả lưu bộ, làm sao? Vâng, máu của mình còn có tí thôi, nhưng mà mình rất là hổ báo cáo trồn, không thể tin được. Rồi, tiếp theo thì sẽ là cái con bù đỏ này. Thì ở cái clip này hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi cùng với cả bạn chiến Nobi nhá.
không biết thì bạn ấy có làm clip hay không nữa, nhưng mà bạn ấy là kiểu như kêu đêm rồi không làm được ấy. Ôi trời ơi, đông vãi cả trường ra. Đông lắm mẹ ơi, đi về, nó đông lắm, nó đông như quân nguyên ấy. Rồi xong bạn ấy có nguy cơ gọi là bỏ mạng rồi. Ê, choáng rồi nha. Bạn làm ở đâu rồi nha? Ai chà, bạn làm gì đây? Hay ulti luôn á. Này thì ulti này. Làm sao? Bạn muốn làm sao? Đâu rồi, đặt cảnh đâu rồi? Phong. Ủa ôi, phải đấy mà chúng nó chắc chết luôn ấy, thiệt. Vâng, và sơ đi sơ lại thì mình cũng lượm được 4 mạng ở đấy, ngon lành cành đào ở đấy ha. Quá ngon. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ làm cái gì đây? Cái con Slim này mình trang bị cho nó đó là chỉ có 3 món đam thôi. Kiếm chi hồn, thánh kiếm với cả kiếm Fanny. Đấy, mình thì mình không thích mát đam cho nó đâu. Tại vì mình thiên về cái phòng thủ hơn, giống như Van Heo vậy á. Còn Violet thì mình sẽ không lên vậy. Van Heo thì mình sẽ mát đam, nhưng Slim với cả Van Heo thì mình sẽ lên thủ cho nó nhá. Không biết tại sao nhưng mà mình thấy nó lên thủ là càng mạnh, càng trâu ấy. Ui dồi ôi, làm gì đây? Này thì, ôi xời, hụt, vãi cái tèo. Hụt, rồi xong. Đôi ô ma lên rồi. Này thì, đố bạn chạy được đấy. Bạn để cái chiêu cuối mà chạy. Thoát làm sao? Bạn nghĩ làm sao mà thoát được trong pha vừa rồi vậy? Không thể tin được bạn luôn. Đấy, nói chung là lấy được một trụ thì bạn ấy phải bỏ một cái mạng. Và mình với cả Oma sẽ lụm lúa được cái trụ này nhá. Nói chung là tranh thủ bên kia nó không có thì mình phải lụm trụ thôi. Hơn nhau ở cái trụ này rất là nhiều đấy. Và một cái trụ đã phải nằm xuống. Rồi ở bên dưới tay mình có gì như là yếu đuối thế nhở. Hơn mạng mà sao mấy bạn này có vẻ yếu thế. Lại mất cái trụ bên dưới nữa rồi. Xui. xui quá. Nhưng mà không sao, đã có mình ở đây rồi. Cố gắng lên. Rồi. Cái con này cái kiếm chi hồn cộng kiếm Fanny, nó đánh nhanh kinh khủng luôn. Mình trang bị cho nó thêm về thanh kiếm, nó đánh chí mạng nữa, đánh phê luôn đừng hỏi. Rồi, một pha làm thịt đối phương. Vâng, kèo Anna bên kia làm sao mà sống được. Khi mà mình phóng như thế, Toro có nguy cơ không có đường về luôn, anh cũng lên này. Không có đường về này. Đâu rồi, làm sao? Ái chà, Jill bên kia bị mình hành cho và nát gọi là người luôn, anh không còn đường mà sống luôn ấy. Chết này, vâng, một pha giao tranh rất là nạy nữa. Vâng, nạy nữa lên rồi, nổi nữa lên anh. Lao vào, chết này, Oma nằm xuống. Vâng, Oma đã nằm xuống rồi. À đâu, không phải Oma mà Gindu ấy chứ. Vâng, một cú đấm lên trời hất tung. Ghê gớm quá. Mình đã chơi là mình không gọi là sợ sệt gì hết trơn ấy. Một sống hai là chết thôi. Ui, lại bị KS vãi ở trường. Trận này mình bị KS nhiều quá, chứ được có 5 mạng thôi á. Nên thế. Đấy, bọn này đã thấy cái sự lợi hại của con Slim này chưa? Slim này thì mình đi rừng cần một người gọi là đi hỗ trợ. Đấy, mọi người ở rank thấp thì không nói nhá, hiện tại mình cao thủ mười mấy sao rồi, đâm ra thì cái nick này mười mấy sao ấy. Vì thế nên phải rất là cần một người đi ram. Nếu mà không có ai đi ram thì trận đấu đó rất là gọi là yếu về lúc đầu trận. Nếu như mà không có ai bảo kê, Slim sẽ rất là khó chơi luôn. Nào làm sao. Phóng cho lòi phèo bây giờ, Toro, anh Toro là anh rất là hổ báo nhé, sao vậy? Sao anh hổ báo vậy chờ? Anh bình tĩnh thôi, anh phải nên nhớ rằng Slim là một con nhỏ, ui dồi, con thỏ yêu đuối, dễ thương, không nên giết nó. Ái, chà, rồi xong, nằm xuống đi, vãi ở trường, đánh đến nay sao mà đánh được. Trời ơi, gặp đâu thì giết đấy, rồi, thêm một 3 món đam thế này, bên kia chắc chịu không nổi rồi. Phóng nè, không trúng thôi, làm gì ghê vậy, lấy cái trụ luôn này. Làm sao? Oh, sao man. Oh, yeah, come on. Oh, man. Tuyệt vời. Vâng, một pha phóng lao rất là ghê gớm của mình. Rồi, tiếp theo. Ui, lỡ rồi. Sau này mình sẽ lên cho nó cái áo choàng băng giá tiếp theo nhá. Áo choàng băng giá rồi dìu hưu ra. Anh Chiến vẽ trưởng. Bạn này bạn còn nick mình nữa chứ, vãi trưởng. Tiếp được. Tại này mình đang chơi cùng với cả cây cú ấy. Chơi cùng với bạn ấy cho mình bớt cây cú đi. Chết này. Oh yeah. Oh yeah, come on. Oh man.
Làm sao? Vâng, lại bá đạo luôn rồi. Và anh kể Uma KS kinh đê. Uma nãy giờ như ăn hơi bị nhiều rồi nha. Ăn coi chừng bội thực ấy nha. Để cho Slim ăn đi. Người ta còn gọi là hay ăn chóng lớn. Thấy mình nhỏ xíu thế này mà còn cố gắng anh ăn rảnh ăn đúng không? Nào, bật chữ cuối này mà chơi thôi. Khô máu thôi. Khô máu và win thôi. Ngại ngùng gì. Chờ chờ gì nữa. Vâng, và trận đấu ngày hôm nay đã win đây mất rồi. Và trận đấu này mình là được bất tử đấy chứ. Đánh kinh vãi ra. Vâng, một trận đấu rất là hay. Đây là một vị tướng có khả năng gọi là đứng đầu xếp hạng hiện nay về cái tỷ lệ thắng. Thật sự là mạnh chứ không phải là tỷ lệ thắng hình như là Violet cao hơn ấy. Nhưng mà Violet toàn bị cấm thôi, đâu có được chơi. Đây là một vị tướng siêu kinh dị, kinh điển. Hy vọng thì sau này nó sẽ được tăng thêm một tí sức mạnh nữa để cho lên gọi là vị trí số 1. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Clip của mình đến đây là kết thúc mất rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip này nha. Một clip mà mình hỗ trợ gọi là quá trời luôn. Trời ơi, hỗ trợ 14 mạng thôi. Có thua kém gì ai đâu. Ủa, Alice có 15 mạng, mình người 4 rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip này nha. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nha. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.